Thúy Hằng xin trân trọng chào đón quý vị đến với chương trình Talk Show của công ty Umeken. Thưa quý vị, cuộc sống đời nay của chúng ta thường làm cho mỗi người chúng ta dễ mệt mỏi và rất là căng thẳng quá mức, có phải không ạ? Nên khi mà chúng ta ở trong cái công việc làm, nó có những cái stress khác nhau làm cho cái lá gan của chúng ta hoạt động quá sức, ảnh hưởng tới cái sức khỏe nói chung và tới lá gan nói riêng, thưa quý vị. Vậy thì chúng ta phải làm thế nào để giúp cho lá gan được khỏe mạnh lại? Thưa quý vị, nhân dịp hôm nay thì một lần nữa chúng tôi chào đón Candy Đặng, là đại diện cho hãng dược phẩm Umeken đến từ Nhật Bản, đến đây và cô sẽ chia sẻ thêm với chúng ta về sức khỏe của lá gan và làm sao để chúng ta có thể bảo vệ chúng. Thúy Hằng chào em ngày hôm nay. Ngày hôm nay nhìn em rất là xinh xắn và rất là tươi tắn. Thì trong cái đợt trước thì chị em mình thường thường giới thiệu về những cái sản phẩm của công ty Umeken mà giúp nhiều cho phái nữ của chúng ta lắm, không có phái nam. Thì ngày hôm nay thì công ty có cái sản phẩm nào để mà giới thiệu đến quý vị mà giúp về sức khỏe của phái nam không em? Dạ thưa chị và xin chào quý vị khán giả. Thì giống như chị vừa nhắc đến á, thì em cũng có vài người khách gọi vào và hỏi sao Umeken lúc nào cũng mà mang đến những cái dòng sản phẩm cho phái nữ vậy. Thì cũng vì lý do đó mà hôm nay Candy thay mặt Umeken giới thiệu đến chị cũng như là quý vị khán giả một cái sản phẩm mới, đó là Corbicola Extract Bar, mà chúng ta thường gọi là tinh chất con hến. Mà cái sản phẩm này là nam dùng cũng được mà nữ dùng cũng không sao cả, nếu mà cả hai dùng thì rất là tuyệt vời. Thì vậy hôm nay chúng ta sẽ nói về con hến và cái sự ảnh hưởng của nó như thế nào đối với lá gan của chúng ta. Thì như chị biết là con hến của Umeken rất là nổi tiếng, tại vì nó nổi tiếng là tốt cho gan, tại vì hến nó được nuôi trong một cái vùng nước ngọt tại Shimane của Nhật Bản. Đây là một cái vùng đất mà trời phú cho với cái nguồn tài nguyên dưới nước rất là phong phú. Thì hến ở đây, nên cái con hến ở đây đó chị, thì nó có vị rất ngon, giàu về khoáng chất và có một cái chất lượng rất là cao. Vì vậy thì rất là phù hợp với cái phương pháp pha chế của hãng Umeken là chỉ sử dụng những cái nguyên liệu với chất lượng cao và để đem đến cái sức khỏe tốt nhất cho mọi người. À hay quá. Vậy thì tại sao chúng ta cần phải sử dụng cái tinh chất con hến, Candy? Dạ thưa chị, thì theo nghiên cứu của những nhà khoa học tại Nhật Bản á, thì hến rất giúp ích cho lá gan. Tại vì nó có chứa rất là nhiều chất đạm nè, vitamin, canxi, phosphat, rồi axit amin cần thiết cho cơ thể của chúng ta. Nên từ xưa đó thì hến được coi là một thực phẩm là rất là cần thiết cho những người giống như là những người bị yếu gan nè, những người bị thiếu canxi, trẻ em đang ở tuổi trưởng thành và giống như là phụ nữ mang thai. Thì loại hến này thì nó chứa rất là nhiều chất đạm và lượng mỡ rất là thấp, nên nó rất là không có tác dụng phụ cho những người mà bị bệnh gan và lại tốt cho gan nữa. Và đặc biệt là tuy hàm lượng chất đạm nó cao nhưng mà cái lượng axit bão hòa nó rất là thấp đó chị. Thì nó khoảng 2% thôi, nên nó không có gây ra cái tình trạng là xơ cứng động mạch hay là béo phì khi mà dùng con hến. Nên nó rất là giúp ích cho cái vấn đề tiêu hóa cũng như là làm mát gan chúng ta. Và nên đây là một cái thực phẩm mà giảm cân được mọi người rất là yêu thích hiện nay. Đúng rồi, rõ ràng là cái lá gan rất là quan trọng, mà gần đây thì Á Đông của chúng ta rất là nhiều cái phần trăm người mà bị bệnh yếu về gan. Vậy thì nếu như mà chúng ta bị có những cái triệu chứng nào khi mà chúng ta bị yếu về lá gan vậy? Dạ, cái triệu chứng đầu tiên mà mình thường thấy khi mà gan mình bị yếu đó là vàng da. Và nếu như cái bệnh vàng da cấp tính mà không được chữa trị kịp thời đó chị, thì chúng ta sẽ dẫn đến là viêm gan mãn tính và nó có nguy cơ là trở thành là xơ gan hoặc là ung thư gan. Và nếu như là bệnh vàng da mà mãn tính kéo dài thì có thể là nguy hiểm đến mạng sống của mình, là do gan chúng ta bị suy gan. Thì cái triệu chứng thứ hai là chúng ta nôn ra máu hoặc là phân có máu hoặc phân có màu đen. Tại vì những bệnh nhân mà bị xơ gan á, thì có thể bị xuất huyết ở thực quản hoặc là dạ dày. Và nhiều trường hợp thì thực quản hoặc là dạ dày thì hình thành lên chứng là gọi là phình tĩnh mạch, và từ đó thì cái máu chảy ra. Và nếu mà xuất huyết ở thực quản, dạ dày hoặc ruột á, thì chúng ta sẽ rất là dễ bị nôn ra máu hoặc là phân có màu đen. Đó là vì khi máu lưu thông qua dạ dày và ruột thì đổi thành màu đen. Phân có máu hoặc là phân có màu đen là cái yếu tố mà quan trọng thường báo trước cho chúng ta là biết là mình có thể là bị xuất huyết dạ dày và ruột. Và cái triệu chứng cái thứ ba nữa là chúng ta giảm về cái nhu cầu sinh lý hoặc là rối loạn cái chức năng sinh lý. Và nếu chúng ta có bệnh gan mãn tính thì chúng ta thường là bị mất
cái cân bằng hormone giới tính của mình. Và khi đó thì chúng ta rất là dễ bị liệt dương, hoặc là phụ nữ thì chúng ta bị rối loạn kinh nguyệt. Hơn nữa thì một số trường hợp thì nam giới thì họ có triệu chứng là ngực họ bị sưng to hơn. Cái điều nữa là giống như chúng ta cảm thấy là cơ thể mình mệt mỏi kéo dài và toàn thân suy yếu, thì có thể là cơ thể của chúng ta mở hoặc là cơ nó giảm xuống thì làm cho cái cơ thể của chúng ta bị giảm cân nặng. Và cũng có một số trường hợp thì cân nặng nó tăng lên tại vì thân thể của mình bị sưng hoặc là bị cổ trướng. Và cái điều đặc biệt mà chúng ta dễ nhận thấy đó là cái nước tiểu của mình thì có đậm hơn bình thường, tại vì trong cơ thể của chúng ta có sắc tố được gọi là bilirubin đó chị, và đây là một cái sản phẩm mà của quá trình phế thải trong cái quá trình bài tiết của mình. Và nếu mà gan mình bị yếu và không thể chuyển hóa những cái sắc tố này một cách bình thường á, thì nó sẽ bị tồn động và không được hòa tan trong nước, do đó nước tiểu của mình có nồng độ cao hơn và màu sắc đậm hơn bình thường. Có một số bệnh nhân họ nói là giống như là nước tiểu của họ có màu đỏ. Và điều cuối cùng là gan mình bị sưng to và bị to ra. Thì nói về việc nước đọng ở trong bụng á, thì trong bụng chúng ta luôn có một cái lượng nước nhất định, và đồng thời đó thì nếu mà cái lượng nước này nhiều hơn là lượng nước bình thường thì bụng chúng ta sẽ bị sình và to ra. Và khi tình trạng này xảy ra thì chúng ta cần phải nhập viện để lấy bớt nước ra đó chị. Nhưng mà đôi khi cái triệu chứng này nó sẽ lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Wow, cảm ơn Candy rất là nhiều, nghe mà thấy lo có phải không ạ? Cái lá gan của chúng ta rất là quan trọng kính quý vị. Vậy thì trong cái tinh chất con hến này đó của công ty Omegan, nó có những cái dưỡng chất nào để giúp cho lá gan và đồng thời cho cái cơ thể của con người chúng ta nói chung? Dạ thưa chị, thì theo sách Đông Y Bảo Giám, con hến rất là lợi cho sức khỏe và không có bất kỳ độc tố nào và cũng không có cái tác dụng phụ nào mà khi chúng ta dùng chung với các những cái thức ăn khác. Đồng thời nó còn giúp cho sáng mắt nè, giải quyết sự mệt mỏi, rồi làm cho dạ dày và ruột thoải mái, cũng như là làm sạch nước tiểu của chúng ta. Nó điều chỉnh cái độ đường và cũng như là làm hạ nhiệt cơ thể của chúng ta và cung cấp cái năng lượng cần thiết cho cơ thể của mình. Đồng thời cái tinh chất con hến nó bao gồm rất là nhiều chất đạm, vitamin B giống như B1, B2, B3 hoặc là khoáng chất giống như calcium, kali và chất sắt. Đồng thời trong con hến nó có chất là methionine đó chị. Đây là một cái loại axit amin rất là cần thiết mà nó chứa trong tinh chất con hến, làm cho gan của chúng ta hoạt động mạnh hơn. Và đặc biệt nó có chất taurine thì nó xúc tiến và tiết ra nước mật, thì nó giúp cho cái gan mình được giải độc tốt hơn. Và đồng thời thì hến nó lại có chứa rất là nhiều chất đạm giống như em đã nói, và nó lại có một cái lượng mỡ thấp đó, nên nó rất là tốt cho những người bị bệnh gan. Thì trong tinh chất con hến nó còn có chất là silymarin. Cái chất này nó bảo vệ gan và giúp phục hồi chức năng gan của mình rất là tốt, nhất là những người mà họ hay uống rượu rồi bia hoặc là ngộ độc thực phẩm hoặc là hóa chất. Và đồng thời trong tinh chất con hến nó còn có lại chứa thêm cái vitamin B12, nó giúp cho tinh thần của chúng ta là thoải mái, giảm bớt mệt mỏi và cải thiện chức năng cho gan của mình. Đồng thời thì con hến đó, trong con hến nó lại có tỷ lệ calcium và phosphat là 1:1, nên cái khả năng hấp thụ calcium rất là cao và hiệu quả trong việc chữa trị cho những người mà họ bị bệnh chứng thiếu máu đó chị. Wow, không ngờ một con hến nhỏ xíu như vậy mà nó có nhiều cái chất dinh dưỡng như vậy, có phải không em? Vậy thì một hộp thì chúng ta có bao nhiêu viên, và chúng ta sử dụng như vậy thì khoảng bao lâu thì hết một hộp Candy? Dạ thưa chị, thì một hộp con hến như vậy thì nó có khoảng là 900 viên, tương đương với là 10.000 con hến luôn đó chị. Và chúng ta dùng được khoảng 3 tháng. Và ngoài tinh chất con hến thì Omicron còn cho thêm cái chất men để cho chúng ta dễ hấp thụ hơn khi dùng sản phẩm này, và nghệ đó là, và cô đặt lại thành từng viên nén á, thì rất là dễ cho mọi người sử dụng, mang theo bất cứ nơi nào để mình sử dụng rất là tiện lợi. Dạ, thì nhân dịp là ngày Mother Day cũng sắp đến ha. Và bây giờ để cảm ơn những người mẹ của chúng ta và những người cha đã cực khổ mang đến cho chúng, nuôi dạy cho chúng ta, thì Omicron có một chương trình khuyến mãi. Khi quý vị mua một sản phẩm con hến này thì quý vị sẽ được tặng một hộp hành tây đan đen. Thì hai sản phẩm này kết hợp với nhau là một cái sản phẩm rất là tuyệt vời cho sức khỏe của mình. Vậy thì nếu ngay bây giờ quý vị gọi ngay số điện thoại 562-207-4370 thì quý vị vừa được nhận được những chương
chương trình khuyến mãi và được nhân viên Omicron tặng ngay cho quý vị cái quyển tạp chí sức khỏe mà chúng tôi viết bằng tiếng Việt để quý vị có thể tham khảo thêm những cái vấn đề về sức khỏe. Vậy còn chờ vị ngữ chị và cũng như quý vị khán giả hãy gọi ngay số điện thoại là 562-207-4370 để được những chuyên viên cung cấp cho quý vị những thông tin chi tiết hơn. Cảm ơn Candy rất là nhiều. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn thời gian quý báu quý vị đã đón xem chương trình. Cầu chúc cho quý vị có được một lá gan tốt, sức khỏe tốt và gia đình thật là hạnh phúc. Xin trân trọng kính chào và hẹn tái ngộ cùng với quý vị vào chương trình kỳ sau.